giống như vậy nè. Bây giờ cô thấy cô giống như vậy nè. Cô giống gì cho nó thấy đây đằng nước con cột cho. Ồ đó. Vậy thôi à. Ừ nè. Nè. Bốn góc gì đó. Ừ. Nè rồi cho nè. Đó. Ở đó gì vậy nè. Ừ rồi để nước con cột. Đừng có cột đấy con cột. Trời ơi con cột dày dặn đâu có thưa gỉnh thưa gỉnh. Đâu mà nữ hết là bờ dài hả nữ? Hết rồi, bây giờ phải lấy làm lại. Có cái cây nào mà chế cột rồi chưa? Chưa. Thấy không, cái này á là thợ chánh không biết làm, chỉ có... Muốn tôi cột cái cho coi không? Vậy thôi vậy đó. Ờ không. Vậy thôi thôi để cho dĩ buộc đầu nữa thôi. Ờ vậy nè. Thôi được rồi. Cho giống vậy thôi. Vậy đi từ từ hồi nữa nè. Rồi con cột. Sửa giống lâu lắm. Lâu lắm. Ừ mà sửa lâu lắm. Sửa lâu lắm để tự nhiên ai làm cái nào chứ. Rồi cho ta sợi dây đi. Không có tao là không có quán chết, không có thành. Cái này á, nhờ cái cột lắm á, cột không á, không có chắc á. Cái khâu này là quan trọng nhất nè Thi. Thi nó thuộc mẹ nó bung xùa hết. Bung xùa hết. Đó chứ dạ. Cũng quan trọng đấy. Không quá ít tôi cũng quan trọng. Khu nào mà dĩa gửi tay vô là rất là quan trọng. Quan trọng á. Đó. Bởi vì làm á là cái quan trọng lắm. Ừ. Còn mấy cái bình thường là... Bình thường là mấy đứa này làm á. Mẹ với thằng... Mà nắng nốt rồi kỹ thuật á là bên của gì không? Nó không chỉnh hình á, thanh thằng. Hết nữa không có đời. Cái nào lát tóc cần nữa. Đây nè, cái khâu mút này mới quan trọng lắm. Nó không thành cái bánh. Cái khâu nó không có cái này là đâu có cái bánh tét được đâu. Ừ. Phải múc đổ vô. Ngon quá ha cô. Ừ, thơm quá sức. Mà tao nói bảo đảm cái đứa mày là không có chuối. Chỉ thịt đủ thôi. Kệ đi, khỏi chuối. Bây giờ em nói chứ để ít bột đi á, chừa để chuối mấy đòn á. Ờ nếp nó tích lại đi. Nếp à, làm đậu nhiều. Làm nhiều quá nếp làm chi vậy? Đậu nhiều nếp ít. Ờ. Để cho cái ruột nó nhiều nhiều. Ờ ruột nhiều nhiều chút đi. Chưa lại mày làm hết rồi, sắp hết rồi kìa. Không, ngồi rồi con làm tới phân nửa là con chưa lấy là stop, mặn á. Thôi, chị làm mặn nhiều ngon mẹ. Mà thịt này ngon quá. Trời ơi, con lựa từng chút. Không, chị ơi, thịt nhiều chứ làm 2 miếng đi. 2 miếng đi cho nó ngon ngon ăn. Ừ. Cho nó 2 miếng thịt đi, tại vì mình làm thêm vài đòn mặn nữa thôi. Bây giờ 1, 2, mấy đòn vậy? 3, 5 đòn rồi. Lập thêm 2 đòn mặn nữa thôi. Nô, no. No. Nữa, còn nhiều. Nhiều. Chuối không mấy nữa, mua ấy sao? Ờ, đúng rồi, sao? Chứ, chứ, mặn. Nhiều nhiều thịt ngon. Thịt nhiều nhiều nó ngon. Chứ không không có tay cái kia mở, bây giờ mình bỏ thịt vô nè. Ừ, đó, vậy đó. Vậy thôi. Vị dừa, đòn vị dừa. Cháu mai nói em cho vậy. Cái ruộng này không có hồ hởi giống một sáng ha. Hởi siêu quá trời. Nói hết nổi. Cái này là gọi là bánh tét. À, bánh tét là cổ truyền của Việt Nam mình đó, con biết ông rất là quan trọng. Mà bánh tét thì rất là... Nè, bánh tét rất là khó làm. Chỉ có dì Hải mới làm được thôi. Nó tập về mà mình còn mấy cái con hả? Mấy cái con rồi. Đâu kêu? Đâu của bà cô hỏi ai ai con nói mà con về. Thằng này giống má nó. Đẹp giống mẹ nó đó. Mắc cỡ. Đi sắp tuổi để con ngon rồi. Cốt da nó cũng đẹp mà đòi gì nữa. Ờ, à, mối quan lại cốt đẹp. Vâng, cái da của cô sáng giờ mới cô phải khắc khe, da muốn da đẹp phải khắc khe. Phải khắc khe chứ. Làm gì là con cũng phải khắc khe. Con không đi phê sồ như nữ mà con cũng khắc khe vậy. Đi phê sồ gì em làm mình em chứ đi đâu. Thì bởi vậy mà chị phải phải đi, đi tiệm. Đâu rồi? Cái kéo nữa. Tôi có kéo đi, kéo đi.